Dị dạng mạch máu não là bệnh lý thường gây ra những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Trong những phương pháp điều trị hiện nay, phẫu thuật dị dạng mạch máu não được coi là lựa chọn hàng đầu để tăng tỷ lệ hồi phục cho người bệnh. Đây là một trong những kỹ thuật ngoại khoa phức tạp mà rất ít đơn vị tuyến tỉnh trong cả nước có thể tự làm chủ và thực hiện, song đang được áp dụng hiệu quả và triển khai thường quy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đã tạo bước đột phá mạnh mẽ trong điều trị bệnh lý mạch máu thần kinh tại đơn vị y tế tuyến cuối của tỉnh. Đột nhiên đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn. Bà Nguyễn Thị Tý, 59 tuổi ở Tiên Yên, được gia đình chuyển tuyến từ Trung tâm Y tế Tiên Yên lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau các xét nghiệm cần thiết, bà Tý được chẩn đoán bị phình động mạch não, một thể dị dạng mạch máu não nguy hiểm. Thì trước đây tôi cũng chưa hiểu gì về căn bệnh này, nhưng mà sau khi biết thì mổ xong thì tôi cũng thấy qua khỏe và tỉnh lại thì cũng thấy nó không thấy đau đầu mà nó cũng khỏe ra. Dị dạng mạch máu não là tình trạng động tĩnh mạch ở não có bất thường. Tương tự như các khối u, khi bản thân các mạch máu não phình to ra sẽ tạo một lực chèn ép lên các tổ chức mô não xung quanh nó. Cho đến khi những động mạch não này bị vỡ sẽ gây biến chứng xuất huyết não vô cùng nguy hiểm, khiến cho người bệnh bị đột quỵ, tổn thương não, thậm chí có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Như trường hợp của bệnh nhân Vũ Thị Đàn, 70 tuổi, ở Hạ Long, Quảng Ninh. Em tôi cái lúc trước khi mà mắc bệnh nên là cũng kêu mệt. Thế sau đó tối thì là hôn mê và nôn ra, thì khi đưa đến bệnh viện thì tình trạng rất là nặng. Khi mổ từ lúc 1 giờ 30 thì đến 9 giờ 30 ngày mùng 4 thì bác sĩ cũng bảo cứ phải theo dõi. Thì bây giờ nó còn phụ thuộc cái nghị lực của bà nữa, thì bà gia đình cứ yên tâm thì cứ chờ đợi. Thế thì nhìn chung là qua thời gian từ hôm mùng 4 đến giờ thì sức khỏe cứ một ngày một tỉnh táo lên, thế này là gia đình tôi rất là phấn khởi. Qua kết quả chụp cắt lớp dựng hình mạch não, bác sĩ phát hiện bệnh nhân Vũ Thị Đàn có túi phình khá lớn, tổn thương xuất huyết não thất do khối phình mạch bị vỡ. Với các trường hợp mà dị dạng mạch máu não thì bệnh nhân sẽ phải đối mặt với lại cái nguy cơ đó là cái chảy máu do vỡ các cái dị dạng mạch máu não và sẽ gây ra cái hậu quả về thần kinh cũng như di chứng về thần kinh sau này rất là nặng nề cho bệnh nhân, cũng như là đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân ngay cái thời điểm mà vỡ dị dạng gây chảy máu não. Khoảng 30-60% người bệnh cảm thấy hiện tượng cảnh báo đau đầu, chóng mặt từ nhiều ngày đến nhiều tuần trước khi vỡ túi phình. Bên cạnh đó, còn có một số triệu chứng đi kèm như buồn nôn, nôn, cứng cổ, mờ mắt, co giật, mất tỉnh táo, sụp mí mắt. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào. Chỉ khi bệnh nhân đang phải điều trị một bệnh lý nào đó, động kinh, co giật, đau đầu mãn tính, hay khi người bệnh nhập viện do đã xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng, xuất huyết dưới màng nhện, xuất huyết nội sọ, hoặc đi khám sức khỏe tổng quát có chụp MRI, kiểm tra mạch não, thì mới phát hiện ra là đã bị dị dạng mạch máu não. Nguyên nhân gây bệnh có thể do bẩm sinh hoặc do mắc phải. Người cao tuổi có bệnh lý nền như cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, xơ vữa mạch có nguy cơ cao mắc bệnh. Hiện nay, kỹ thuật vi phẫu kẹp túi phình mạch não bằng clip được đánh giá là phương pháp kinh điển trong điều trị bệnh phình động mạch não, bởi hiệu quả bảo vệ người bệnh lâu dài khỏi nguy cơ xuất huyết. Đây là một phẫu thuật mở hộp sọ tương đối phức tạp, kỹ thuật cao tuyến trung ương, đã được các bác sĩ ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh từng bước làm chủ và triển khai hiệu quả trong thời gian qua nhờ quá trình đào tạo bài bản chuyên sâu từ các trung tâm bệnh viện hàng đầu cả nước. Trong tuần vừa rồi thì chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật thành công cho 3 trường hợp bệnh nhân phình mạch máu não. Bệnh nhân đã được phẫu thuật vi phẫu kẹp túi phình động mạch não bằng các clip mạch máu chuyên dụng để làm giảm cái nguy cơ chảy máu tái phát, cũng như là giải quyết được cái hậu quả của chảy máu trong nhu mô não và giúp cải thiện được cái tình trạng tri giác cũng như là về chức năng thần kinh cho bệnh nhân. Hệ thống trang thiết bị phòng mổ hiện đại với kính vi phẫu, định vị thần kinh navigation, bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu đặc biệt, khoan mài gia tốc được ekip chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc mổ an toàn thuận lợi. Phẫu thuật viên bóc tách bộc lộ toàn bộ túi phình động mạch não giữa bên trái, kiểm soát mạch máu, dây thần kinh quan trọng và dùng các kẹp mạch máu chuyên dụng, clip mạch não để đóng chặt túi phình động mạch từ ngay động mạch gốc nhằm cắt đứt dòng lưu lượng máu chảy đến túi phình động mạch não. Sau mổ 1-2 ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo, phục hồi tích cực.
Quá trình điều trị và chăm sóc hậu phẫu đúng cách cũng đóng vai trò rất lớn trong việc hồi phục sức khỏe cho người bệnh. Sự kết hợp các chuyên khoa phục hồi chức năng thần kinh, dinh dưỡng sẽ giúp bệnh nhân có kết quả ra viện tốt nhất. Bệnh nhân cũng cần kiểm soát các bệnh lý nền để hạn chế tỷ lệ tái phát, cũng như phát triển các dị dạng mạch máu não ở các vị trí khác và khám lại thường xuyên để đánh giá lại vị trí mạch máu mình đã can thiệp. Dù là một trong những phẫu thuật có độ phức tạp cao nhất trong chuyên ngành phẫu thuật sọ não, song với nỗ lực học hỏi, đào tạo nhiều năm tại các trung tâm phẫu thuật thần kinh lớn trong cả nước, mà đến nay các bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã làm chủ và triển khai hiệu quả phẫu thuật điều trị dị dạng thông động tĩnh mạch não nói riêng và các dị dạng mạch máu não nói chung, cứu sống nhiều ca dị dạng mạch máu não phức tạp, giúp người bệnh được thụ hưởng y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà. Phẫu thuật viên để đào tạo làm chủ được kỹ thuật phẫu thuật dị dạng mạch máu não thì tôi nghĩ khoảng trên dưới 10 năm từ khi ra trường thì chúng ta có thể thực hiện kỹ thuật này được. Thế thì tại Việt Nam thì chỉ có 5 đến 6 trung tâm tại Việt Nam mình có thể tiến hành được cái phẫu thuật kỹ thuật dị dạng mạch máu não. Ví dụ chúng ta có thể kể tới như là Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bình Định. Ngoài này thì chúng ta có Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và thêm nữa là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Nếu nói về tuyến tỉnh thì tôi cũng nghĩ là Quảng Ninh là một trong những tỉnh có thể triển khai được kỹ thuật phẫu thuật dị dạng mạch máu não này. Thế thì bên cạnh đó thì để thực hiện được kỹ thuật thành công kỹ thuật này thì chúng ta có lợi thế rất mạnh về lĩnh vực gây mê hồi sức tích cực và điện quang can thiệp. Đấy là những cái chuyên ngành để hỗ trợ cùng nhau để lĩnh vực phẫu thuật thần kinh nói chung và lĩnh vực phẫu thuật dị dạng mạch máu não nói riêng mới có thể triển khai được. Đây là một sự cố gắng rất lớn của lãnh đạo bệnh viện và đặc biệt là khoa phòng và các bác sĩ thực hiện kỹ thuật này. Thế thì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thì bệnh viện chúng tôi đã làm chủ được cả can thiệp và cả lĩnh vực phẫu thuật, và đây là một cái mà rất là thuận lợi thuận tiện cho các chuyên ngành phối hợp cùng với nhau để cùng chỉ định, cùng cứu chữa bệnh nhân. Chúng tôi trong thời gian vừa qua chúng tôi đã phẫu thuật làm chủ được những kỹ thuật phẫu thuật sâu đặc biệt của tuyến trung ương như phẫu thuật tim hở, phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ và những lĩnh vực về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và đặc biệt về lĩnh vực phẫu thuật thần kinh. Thì về phẫu thuật thần kinh nói riêng thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ đi sâu vào những phẫu thuật can thiệp ít xâm lấn, ví dụ như phẫu thuật nội soi. Chúng tôi đã làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi cột sống thắt lưng trong 4 đến 5 năm qua, và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đi sâu và làm chủ được lĩnh vực phẫu thuật nội soi cột sống cổ. Còn về lĩnh vực phẫu thuật sọ não thì chúng tôi tiếp tục đi sâu vào những lĩnh vực phẫu thuật nội soi như nội soi tuyến yên, nội soi lền sọ. Đấy là những cái mà định hướng của phát triển trong thời gian tới. Việc triển khai thành công và làm chủ các kỹ thuật cao chuyên sâu trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, trong đó có phẫu thuật điều trị dị dạng mạch máu não, đã mở rộng cơ hội điều trị tối ưu cho người bệnh. Qua đó khẳng định trình độ tay nghề chuyên môn của đội ngũ bác sĩ chuyên ngành ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càng thành thạo, chuyên nghiệp và hoàn thiện hơn, tạo thêm niềm tin hy vọng sống cho những người không may mắc phải những bệnh lý về thần kinh sọ não nặng nề được cứu chữa kịp thời, giúp người dân được thụ hưởng y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà, không phải chuyển lên tuyến trung ương.